Chào mừng quý vị đến với bản tin kim loại ngày 29 tháng 3 của HCT. Sau đây là một vài tin tức đáng chú ý. Đầu tiên là tin tức vĩ mô. Chỉ số DXY hôm qua giảm 0,26% trong bối cảnh dữ liệu kinh tế có xu hướng trái chiều. Mức độ kỳ vọng phát triển kỳ sản lượng của Fed tại Dallas tháng 3 theo chỉ số hoạt động kinh doanh chung bất ngờ giảm âm 2.2 xuống âm 15.7, yếu hơn so với kỳ vọng là tăng âm 10. Tuy nhiên, chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 3 tăng lên 104.2, cao hơn so với dự báo là 101. Tình trạng hỗn loạn ngân hàng gần đây đã làm giảm xuống nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi các nhà chức trách Mỹ xem xét các biện pháp tiếp theo để củng cố bản cân đối kế toán của các ngân hàng khu vực. Về dự trữ kim loại, dự trữ đồng tại các kho sàn LME giảm 2.200 tấn xuống 70.000 tấn. Trong khi đó, dự trữ trên sàn Thượng Hải tiếp tục giảm 3.000 tấn xuống còn 74.000 tấn. Dự trữ nhôm trên sàn LME giảm hơn 5.000 tấn xuống còn 527.800 tấn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin kim loại của HCT. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.